Và bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp theo hồi ký của Ngọc Ánh, Ngày tháng buồn hiu, tập thứ ba, Hầm thiên xa cơ. Ta nay thất thế bị giam cầm, nghiến răng ngậm miệng nuốt hờn căm, một lòng vì nước vì dân tộc, xá chi tù ngục chúng ta nằm. Đêm nghe tiếng quốc chiêu hồn nước, ngày thấy hoàng hôn phủ núi sông. Miền Nam tan tác đau lòng khóc, án tử chung thân gió thoảng lòng. Bài thơ của anh Trần Thắng Tài viết trong tù năm 1980, và anh đã bị Cộng sản tử hình ngày 14 tháng 6 năm 1982 tại Phan Thiết, Việt Nam. Cảm khái: anh hùng tử, khí hùng nào tử, tổ quốc ghi công anh trong trang sử bi thương. Chúng tôi tiếc nhớ anh, chưa đi hết đoạn đường, đã gục ngã cho tự do đất nước. Anh Tài ơi, dũng khí anh khiến chúng tôi vững bước, chờ ngày mai ta chiến thắng trở về. Vì sao? Vì sao miếng cơm ăn bỗng nghẹn, một nửa còn đau xót người ơi? Vì sao bát canh rau bỗng mặn, nước mắt nào thương nhớ không nguôi? Vì sao nụ cười tươi tắt vội, nỗi tình nhà, nỗi hận nước đầy vơi? Vì sao đường đi không biết mỏi, khi còn nghe tiếng khóc của dân tôi? Ngọc Ánh, biệt giam 1980. Chặng đường đã qua. Mất ngủ, một triệu chứng suy nhược của cơ thể, một hiện tượng mệt mỏi của tuổi già. Ừ, chắc có lẽ vậy. Khoảng thời gian gần đây người cứ trăn trở thế nào ấy, thức khuya dậy sớm, công việc vất vả trong cải tạo là chuyện đã đành, nhưng vấn đề vẫn là nỗi bâng khuâng trai trức trong cuộc sống nội tâm qua từng ngày từng tháng. 10 năm trong tù, tôi rùng mình khi nhìn lại quá khứ, chặng đường đầy nước mắt mồ hôi, đầy gian nan khốn khó mà tôi đã từng bước vượt qua, kiên trì chịu đựng. Cũng có lúc mỏi đuối và muốn buông xuôi. Cuộc sống loi nhoi trong một tập thể đầy phức tạp, đủ dạng người, đủ thứ tội lỗi trên đời. Cái tồn tại cặn bã của xã hội đã được người ta ném vào một xó, chất đóng như kho phế liệu. Cũng có những cây đinh đã rỉ sét và cũng có những trang giấy chỉ mới ngả màu. Tôi sống ở đây hơn 7 năm, và những trại giam khác gần 3 năm, đã va chạm hàng loạt người đủ loại thành phần. Có người trở về và vào lại trại đôi ba lần, có kẻ đã chết tiệt ở đâu đó trong luật ân oán giang hồ, bệnh tật, tai nạn ở xóa xỉnh nào không biết. Và cũng có lắm người cố tìm cách ra đi bất chấp mọi hiểm nguy trước bao la sóng dữ, hoặc là chết giữa biển khơi, hay là có cơ may săn tận bên ấy để thoát khỏi gông cùm của nhà tù Cộng sản, cái nhà tù lớn nhất của cả nước, đang giam hãm người dân trong cuộc sống nhọc nhằn đói kém và đầy dẫy bất công áp bức. Đằng nào tôi cũng là kẻ ở lại, thầm lặng như một chiếc bóng trong bức tường loang lổ của trại giam, như con chim cô đơn đậu hoài trên cành cây khô sau hàng rào kẽm gai chằng chịt, để mỗi sáng mỗi chiều kêu lên những tiếng buồn ảo não, gợi nhớ trong lòng kẻ xa nhà, nỗi mang mát điều hiu. 10 năm trong tù, có hàng trăm chuyện đã xảy ra, buồn thảm đau thương nhiều hơn nụ cười tươi tỉnh. Tôi đã khóc suốt trong những năm tháng buồn tên ở đây, nước mắt cứ chực chờ chảy quanh và khóc như một thói quen khó cưỡng. Có lúc tôi phải ngạc nhiên vì cá tính yếu mềm của mình, nhất là từ dạo anh ấy mất, bao nhiêu câu chuyện đáng buồn dồn dập xảy ra. Vì dân èo uột bệnh hoạn, đói khổ túng thiếu, cuộc sống vây quanh với bao điều bực mình thất vọng, và có những giây phút chán chường cùng cực nhất, tôi đã có ý định tự tử cả hai mẹ con. Cái đập chân kêu thét đầy vẻ kinh hoàng của thằng bé đã làm tôi bật khóc. Tội nghiệp, nó vẫn là thằng bé đáng thương vô tội kia mà, và tôi lại ôm nó vào lòng dỗ dành xích xoa, cái bàn chân khẳng khiu đã cầm khăn lau nước mắt trên gương mặt bơ phờ của mẹ nó. Mọi việc xảy ra như một dấu ấn đậm nét mà tôi không thể nào quên được. Tất cả quay đều trong trí nhớ tưởng đã cùng mặn theo thời gian xa lắm,
Như càng hồi tưởng, càng thấy rõ nét xót xa. Lâu rồi tôi vẫn nhớ câu nói dấm dặn của một cán bộ y tế khi gọi cấp cứu cho vi dân. Mẹ con bà ở lâu quá rồi, tốn biết bao nhiêu là thuốc của nhà nước, cứ bệnh hoài, khỏi phát luôn. Cái vẻ ái ngại chắc lưỡi của gã cán bộ khi nhìn thằng bé đang thoi thóp. Ê, nó què hoặc tật nguyền như vậy, sống chẳng có ích lợi gì, chẳng lẽ chị phải nuôi hoài vậy sao? Những câu nói thật tàn nhẫn mà tôi đã gầm gừ lên như con thú bị thương lòng lẫn điên tiết. Ôi thằng khốn, nếu mày cũng có đứa con như vậy thì chắc mày giết nó ư? 10 năm trong tù, tôi vẫn còn nghe được mùi thơm của quả cam bị bể khi được ném vội vàng qua ô cửa sổ biệt giam. Tảng đường nhỏ xíu được nhét vào khe cửa, cái áo trẻ con dính đầy mực cũ mềm của một người tốt bụng nào đó đã gửi cho vi dân. Những dòng chữ viết bằng máu mà tôi đã đâm kim vào ngón tay mình để thân cung cho anh ấy, những nét khắc chằng chịt trên cái ca nhựa của anh đưa sang. Cái giai đoạn khốn khó cùng cực mà tôi đã thấm thía trải qua, từ mái tóc đen mướt ngang vai, búi chưa đầy búi, của ngày mới nhập trại, 24 tuổi chưa tròn với gương mặt bình thản và nụ cười giễu cợt vô tư trước bản cáo trạng. Trong ánh mắt của một số người thay mặt pháp luật để phán xét hành vi sai phạm, trẻ người non dạ, theo đám ăn tàn, bị lợi dụng, lôi cuốn vào một trò chơi nguy hiểm đầy ngu xuẩn dại dột, vân vân. Nghị án từ 18 tới 20 năm, nhưng xét khoan hồng theo chính sách phạt tù 14 năm để có cơ hội ăn năn giác ngộ. Không có một giọt nước mắt nào rơi ra trước vành móng ngựa. Tôi lạ lùng như thể người ta đang gọi một cái tên nào đó xa lắc xa lơ, không dính líu đến mình. Lần gặp mặt cuối cùng ở tòa án, và nụ hôn anh ấy nhẹ như sương khói mong manh. Các bị cáo phải nộp 20 đồng tiền án phí, riêng bị cáo tử hình thì được miễn. Tôi không hiểu mình nên cười hay nên khóc trong lời tuyên bố như đang đùa ấy, nhưng có điều đau nhói nhất là sự vĩnh biệt, hai đứa đã xa nhau từ đó. Lên xe chuyển trại, đoạn đường nghiêng ngả với đám bụi đỏ cuốn mù đằng sau, hành trang nặng nề là đứa trẻ eo ụt trên tay, kỷ vật duy nhất còn sót lại trong tình yêu tuyệt vời của hai đứa, tôi chỉ biết thở dài đau đớn xót xa. Dãy núi sừng sững chắn ngang tầm mắt, rừng rậm còn đầy vẻ hoang vu, bò cạp trắng rết điệu vắt khiến tôi ngại ngùng với từng con vật hèn mọn trong mỗi bước chân đi. Cuộc sống ở trại cải tạo còn đầy bỡ ngỡ, một tập thể đông đảo phức tạp, đấm đá la hét chửi rủa thô lỗ tục tằn, sự tù túng bó buộc khiến người ta dễ nổi cơn điên. Bởi những điều vặt vãnh trong cuộc sống va chạm hàng ngày, tôi cố thu mình như con ốc nhỏ để được yên thân. Trong trại nữ này, tù chính trị không có ai ngoài mẹ con tôi, còn lại là tội tham ô, móc ngoặc, ăn cắp, buôn lậu, trộm cướp, giết người. Và dĩ nhiên tôi cũng đã va chạm với lắm điều nhỏ nhen ganh tị, cái thành kiến, mà mới mà cũ hẹp hòi so đo, nỗi mặc cảm tội lỗi, nghi kỵ trình mò chụp mũ, để chực chờ báo cáo lập công. Tôi vẫn nhớ vẻ hậm hực của ả toán trưởng có bộ mặt hung hăng như quỷ sứ. Làm trực sinh phải biết gánh nước, đừng quen thói tiểu tư sản bóc lột công sức người khác gánh dùm. Cái mút dài chua ngoa của con thư ký, vô cải tạo mà cứ tru trú ông con, ngồi mát ăn bát vàng còn lâu mới được giảm án. Tủi nhục cay đắng tôi chỉ biết khóc thầm, thấy thương thân phận hai mẹ con côi cút. Trong đám đông hỗn loạn, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp những ánh mắt thông cảm, những nụ cười làm quen, những câu nói an ủi, những giúp đỡ nhiệt tình. Chịu đựng cái khí hậu khắc nghiệt của vùng rừng núi heo hút, ngày nắng cháy da, đêm sương lạnh buốt, tôi cứ ám ảnh với những cơn sốt rét chết người, xa chợ xa bệnh viện, lỡ thằng bé có bề gì. Cũng may hai mẹ con đều khỏe, vi dân ít bệnh vặt hơn trước, thằng bé càng tươi tỉnh bao nhiêu thì tôi càng héo mòn bấy nhiêu. Tôi phải bỏ hàng buổi trưa để tập đặt gánh nước lên vai, đi vòng quanh nhà cho cha dần đôi vai yếu ớt. Cái công việc nhẹ nhàng nhất của trại cải tạo là làm trực sinh, dọn dẹp nhà cửa, quán xuyến việc nhà. Đối với tôi lúc ấy sao mà gian nan thấy không biết.
Dâu trăm họ thì lắm chuyện lôi thôi, bù vào đó tôi được ở cạnh chăm sóc thằng bé, loay hoay mất cả ngày, ăn muộn, ngủ muộn, tắm giặt muộn. Thỉnh thoảng ba má sáu cũng lần đường xa lên thăm, tuổi già lụm cụm, ông bà phải chạy ăn từng bữa vất vả, nhưng cũng ráng dành dụm tiền để mua cho con chút quà vặt, lọ mắm ruốc, bịch muối ớt, cái mền cũ cho thằng nhỏ, lần nào ba má về nước mắt cũng rưng rưng. Không biết lần sau còn khỏe để lên thân, biết ba má có còn sống để đợi con mãn án trở về. Và lần nào tôi cũng khóc vì thương ba má, nuôi con lớn khôn, con chưa một ngày đền đáp công ơn dưỡng dục trời biển, mà bây giờ lại làm ba má bận tâm lo lắng. Tôi thấy lòng trai rứt không yên, thấy mình thêm nặng nề tội lỗi. Buồn phiền trĩu nặng làm tôi trở nên cằn cỗi khô khan, tôi chẳng còn thời gian nào rảnh rỗi để nghĩ đến điều gì khác hơn nữa ngoài công việc bận rộn hàng ngày. Phấn đấu, cái từ như thôi thúc trong đầu, tôi chẳng biết phải làm thế nào để vừa lòng mọi người. Chăm sóc vi dân là cả một điều vất vả, bỏ thằng bé ở nhà đi làm theo tập thể, sáng không kịp cho con ăn, trưa về muộn, thằng bé đói trả ruột. Đành cố gắng vậy, để mẹ phấn đấu mau về, mọi khó khăn hai mẹ con đều phải khắc phục, dẫu dành mãi thằng bé mới chịu ở nhà. Vi dân rất thông minh và hóm hỉnh, nó nghe và hiểu tất cả, có điều nó không nói được, nó trở thành kẻ tật nguyền từ sau cơn bệnh viêm não lạ lùng ở trại tạm giam. Chân tay lỏng khỏng, không ngồi được, không nhai được, không cầm nắm được, chỉ có nằm ngửa suốt ngày với hai chân ngo ngoe. Mạnh mẽ để tra dấu thay cho ngôn ngữ bằng cái đạp chân, đưa chân lên cao là có, hạ chân xuống thấp là không. Mọi người cứ đặt câu hỏi là nó sẽ trả lời thành thạo, nhưng tôi biết trái tim nó tràn đầy cảm xúc mà chỉ có mẹ mới cảm nhận ra. Trong trại tù không ai được mang con vào ngoài thằng nhóc bụng ổng đít teo chừng 4-5 tuổi, con cố mụ y tá ngày nào cũng lang thang theo má nó lùng sục phá phách. Có lần nó đã véo vi dân đau điếng vì nghịch, nhưng bị thằng bé đá vào mặt một cái nên thân, khiến nó khóc ộm tỏi. Lần đó hai bà mẹ bên con cãi một trận sùm, không ai sợ mụ y tá dốt nát này vì mụ chỉ phát xuyên tâm liên cho đủ thứ bệnh. Nhưng nhờ vậy mà từ đó về sau, thằng nhóc không còn lén phén xuống khu nhà nữ nữa. Tôi nhớ có lần vi dân gặp đứa con gái đầu tiên trong cuộc đời khi nó lên 6 tuổi. Con bé được ưu tiên vào tận khu nhà nữ thăm mẹ vì mẹ nó là cán bộ nhà nước mang tội tham ô gần mãn hạn tù. Con mắt thằng bé tròn xoe kinh ngạc nhìn mãi, chưa bao giờ nó thấy một bóng hồng nào xinh xắn đến như vậy. Nhưng khi con bé đưa cho nó cục kẹo, vì dân đã không thể cầm được, cánh tay nó co rút bất lực khiến con bé kêu lên. Mẹ ơi, tay anh ấy bị sao vậy? Tội nghiệp con trai tôi, nó run rúng nước mắt quay đi, lần đầu tiên nó biết mặc cảm vì sự khác thường của kẻ khuyết tật. Có lần ngày Tết trại mổ trâu cho tù nhân được bồi dưỡng chút thịt tươi, con trâu được trói vào cột chuẩn bị để giết thịt. Nó đã vùng lên bứt dây chạy hoảng loạn trong trại, mọi người vây bắt con vật khốn khổ, nó lủi vào khu vực nhà nữ, chúng tôi đóng cửa lại cho an toàn. Hai mẹ con ngồi trong cửa sổ nhìn ra, con vật đi lanh hoanh trong mấy luống rau sau hè, nhưng lạ một điều là nó không hề lạc dập một cọng cỏ. Tên trưởng trại mang súng tới đẩy bắn, tôi vội che mặt vi dân lại để nó không thấy những điều kinh khiếp. Tiếng nổ khô khốc khiến tôi thảng thốt nhớ tới anh ấy, bọn chúng bắn vào người anh cũng giống như bắn con vật này, mọi sự tàn sát đều dã man ghê rợn. Tim tôi như nhói đau khi chứng kiến con vật đổ gục xuống. Tết năm đó hai mẹ con từ chối phần thịt bồi dưỡng. Thằng bé nhất định không ăn dù ai cũng nài ép. Thương biết bao con trai tôi có một trái tim nhạy cảm và dễ xúc động. 10 năm trong tù. Lần đầu cầm cây cuốc trên tay sao thấy nặng lạ lùng. Lần đầu con đường đi xuống bãi làm chợt xa tấp. Lần đầu bước chân vào đám cỏ rậm thấy rần rần ghê ghê. Lần đầu cắm dây khoai chôn ngọn xuống đất, lần đầu nhổ cỏ lúa lẫn lộn lu bù, lần đầu cấy lối mạ nghiêng ngả rối tung, bộ nhát cuốc không đứt nổi gốc tranh bụi cỏ.
Ôi lần đầu với hàng đống công việc nhà nông mà người phụ nữ gốc thành phố như tôi chưa bao giờ trải qua kinh nghiệm. Nếu không lọt vô hoàn cảnh tù tội này để bắt buộc phải hoàn thành chỉ tiêu năng suất, cái vóc dáng nhỏ nhoi khoảng chừng 36 kg yếu ớt gầy nhom như tôi đã không gánh đủ 25 đôi nước từ bờ sông về trại. Trên đoạn đường dài hàng cây số trong trưa nắng chang chang trên cát nóng bỏng chân, đã không đội nổi 3 thùng lúa đầy leo lên bậc tam cấp để nhập kho, lúc nào cũng văng vẳng bên tai cái từ phấn đấu cải tạo. Về tới nhà, ê ẩm mỏi đuối, bồng thằng bé nặng chình chịch như bao lúa trăm cân, để hai mẹ con ngã sóng xoài trên tấm ván giường thở dốc. Ôi sao mà vất vả quá, liệu mình có đủ sức chịu đựng khi án tù còn thâm thẳm phía trước? 10 năm trong tù. Tôi nhìn từng khuôn mặt thân quen đã sống ở đây và đã ra về. Họ là những tên cướp lừng danh đã từng giết người cướp của. Những tên trộm chuyên nghiệp moi móc đồ người, những kẻ lừa đảo với đầy đủ mánh khóe gian manh. Họ là những thành phần đâm cha chém chú quậy phá giang hồ. Họ là những cô gái đi hoang từ năm 10 mấy tuổi, sống lang thang ở công viên góc chợ, tụ tập những băng nhóm du đảng bụi đời. Họ cũng có những người đàng hoàng, có vị trí đứng đắn ăn trên ngồi trước trong xã hội, vì tham ô thái hóa, phản đảng lừa dân, để sa cơ lỡ bước vào đây, ân hận nối tiếp cho một thuở huy hoàng. Họ là những người không chấp nhận gông cùm đàn áp trong chế độ cộng sản, không chịu được cuộc sống đói nghèo ở quê hương mình, nên kéo nhau bỏ nước ra đi, nhưng vượt biên bất thành vì không thuận buồm xuôi gió. Và họ cũng có cả những người như tôi, mưu toan bẻ gậy chống trời, châu chấu đá voi. Dưới ánh nắng chói chang của sân trại trong giờ tập hợp điểm danh, mọi tội lỗi đều được phơi bày. Có thể bọn họ xem chúng tôi là tù nhân bị mất quyền công dân và mất luôn quyền con người với lòng tự trọng tối thiểu. Họ đọc tra rả tên và tội danh từng người như một điều sỉ nhục. Nguyễn Văn A cướp 7 năm, Lê Thị B ăn cắp 3 năm, Trần Văn C giết người 15 năm. Bị điểm danh riết rồi quen nên đám tù nhân đều trơ mặt xem là chuyện bình thường. Dĩ nhiên tội danh của tôi không có gì phải xấu hổ trước đám đông, nhưng người nào mà bị tội hiếp dâm thì họ ngượng ngùng cúi mặt khi nghe gọi tên. Mặc cảm tội lỗi này khó mà xóa được nếu ai đó còn chút lòng tự trọng. Cuộc sống phức tạp bước đầu có làm tôi khó chịu, nhưng lâu dần rồi cũng quen đi. Tôi thấy hòa đồng và dễ dàng thông cảm hơn. Dù sao thì cũng là tình đồng phạm, có những cái bọc trực đáng tha thứ. Sự đánh đồng chung chạ giống như một cái thùng đựng đủ thứ hầm và lằng phế thải, bị xốc lên xa cả để rồi an ủi nhau. Chúng ta sống chung một môi trường tù tội, đều là những kẻ xấu xa, tệ hại trác rưởi của xã hội. Cứ chấp nhận vậy đi. Những manh áo rách, những chén cơm lưng, những cơn mưa nắng nhọc nhằn, họ gào thét cấu xé nhau. Nhưng sau đó họ lại ôm nhau cười đùa ầm ĩ, chia sẻ cho nhau bằng tất cả chân tình đùm bọc. Tôi thương họ nhiều hơn là phiền trách. Những câu chuyện tâm tình vụn vặt, họ kể về thân phận của mình, về quá khứ tội lỗi, về tất cả những chua xót bầm dập trong cuộc sống đã qua. Tôi cố nghe và hình dung một bức tranh sinh động của một tác giả đang say mềm, nét chấm phá tranh tối tranh sáng, nửa xám nửa nâu, cái màu nhợt nhạt buồn hiu, họ đổ thừa cho hoàn cảnh, cho xã hội, hay chính sự yếu hèn ích kỷ của họ đã tạo nên những hậu quả bi thương. Có lúc tôi cũng chịu khó tò mò tìm hiểu nguyên nhân đã dẫn họ vào tù tra khám, mà không cảm thấy hối hận trai trức cho việc làm quá đáng của mình. Tiền án tiền sự dẫy đầy, thành kiến địa phương, cuộc sống túng cùng trong xã hội còn lắm rối ren phức tạp. Gia đình không hẳn là nền tảng vững chắc để họ có thể ẩn nấp dung thân. Những người thương yêu thì buông xuôi bất lực. Họ như rong rêu trôi dạt giữa dòng đời hất hủi, đánh mất niềm tin, không tự chủ, để dừng lại giới hạn giữa cái đúng sai phải quấy và cứ thế lao đầu vào sa ngã, tội lỗi chất chồng. Trại giam như một chỗ dừng chân, họ ngoan ngoãn khép mình cho qua ngày đoạn tháng. Cải tạo chỉ là danh từ chứ không phải là động từ. Cuộc sống đáng sợ nhất là không có niềm tin, không có hy vọng.
Họ chẳng biết bấu víu vào cái gì nữa. Hoài bão, lý tưởng thì mơ hồ quá. Cuối cùng họ chẳng muốn cứu lấy mình nữa. Họ đã chết, không nhắm mắt. Hủy hoại cuộc đời trong bốn bức tường trại giam. Và từ những suy nghĩ đó tôi đã có mơ ước thật tốt đẹp. Khi nào được trở về, được có cơ hội làm ra nhiều tiền, lập cơ sở đồng điền nhà máy sản xuất chẳng hạn, kéo họ về làm công nhân, giúp họ có nghề nghiệp xứng đáng, ổn định đời sống để họ nguôi ngoai, để họ tìm lại niềm tin đã bị mất mát vùi dập. Cái ước mơ dễ thương như ngày xưa còn là cô học trò nhỏ ngây thơ giữa mộng và thực, để mong xã hội tốt đẹp hơn, có những con người biết sống tử tế hơn. Chẳng biết về sau có bao giờ tôi sẽ buồn cười về tính bốc đồng này không? Bởi vì cuộc đời vốn không như là mơ kia mà. Còn cộng sản là còn những thực tế phũ phàng, còn những gian trá lọc lừa do quái thai xã hội chủ nghĩa tạo ra, và cửa nhà tù lại mở để nhốt sự bất lực của chính họ. 10 năm trong tù, nhìn lại mình đời đã xanh riêu, tôi chợt xót xa khi nhận ra điều đó. Cả một thời tuổi trẻ phí phạm lãng quên, tôi chẳng tiếc trẻ gì nếu sự đánh đổi đó là một điều hợp lý. Có thiệt thòi chăng là sự nằm xuống của anh ấy, nỗi mất mát đau thương mà riêng tôi phải chịu đựng can đảm và chấp nhận. Em chợt lẻ loi trong sự bất hạnh, mọi người vẫn cho là em dũng cảm, và ngay cả em cũng ngạo mạn trong sự cứng rắn của chính mình. Nhưng thật ra, trong tận cùng của tâm hồn, em vẫn có những nỗi yếu đuối thật đàn bà. Em vẫn có một trái tim lãng mạn và cuộc sống nội tâm sùng sục những bão ngầm. Tôi đã thú thật với anh ấy bằng những trang nhật ký đầy nước mắt. Mấy năm rồi, không phải không có những xao động trong cuộc sống đầy phức tạp ở đây. Thân phận của một người đàn bà còn trẻ, quá trẻ trong cái nghĩa thiệt thòi của nó, chồng chết, con tật nguyền, hàng trăm nỗi đau khổ dồn dập. Tôi đã cố gắng để khắc phục những khó khăn, cố gắng để nguôi ngoai quên lãng. Quá khứ thật đáng buồn, tôi giả vờ bình thản, dửng dưng trước mọi lời tán tỉnh. Thỉnh thoảng nhận được những lá thư làm quen, an ủi, khuyên nhủ, tỏ tình, đủ thứ dạng, đọc rồi buồn buồn, cười cười lại đốt đi. Có lúc nghe những lời thiết tha mật ngọt của các anh chàng cô đơn, họ động viên thông cảm, họ hứa hẹn vỗ về, họ chân tình thật sự hay chỉ thương hại vô vơ. Đằng nào thì tôi cũng lo sợ, hoài nghi. Qua một lần đổ vỡ, tôi thật sự mệt mỏi, như con chim bị tên thấy cành cong cũng lo âu hốt hoảng. Quá khứ là kinh nghiệm, tôi thờ ơ khi nghĩ đến chuyện tình cảm yêu thương. Mọi rung động xúc cảm trong tôi có lúc tưởng như bị sơ cứng, lạnh lùng. Dù lòng lúc nào cũng mơ ước mộng bình thường như bao người phụ nữ khác được yên ấm trong vòng tay yêu thương của một gia đình hạnh phúc. Ngày về, tìm một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, bên mảnh vườn con có dòng sông, có con đò, có hoa, có nhạc, có sách, có thơ, có dăm ba bạn bè rù rì tâm sự, chủ yếu là thoải mái tâm hồn. Nhưng liệu có thật sự tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống bình dị đơn sơ đó không? Hay dòng đời cứ mãi nổi trôi vùi dập? Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng, cuộc đời còn có những nụ hôn. Bản nhạc tình duy nhất thời nay mà tôi nghe được trong tù qua cái radio cũ kỹ có tên cán bộ đem ra đồng ngồi canh chúng tôi lao động. Bản nhạc nghe qua đã thấy nao lòng. Ừ, cuộc đời còn có những cái gì hơn thấy nữa kia mà, trái tim tôi đâu hẳn là đã hóa thạch, không còn biết khao khát khi nhắc đến chuyện tình yêu. Trong giọt nước mắt vẫn có thấp thoáng nụ cười, và trong nỗi đau thương vẫn có những phút giây xôn xao tươi tỉnh. Tôi đã có lúc phải cúi mặt đỏ bừng, bối rối trước ánh mắt tha thiết của gã đàn ông xa lạ. Tôi đã có lúc phải giấu đi nỗi rung động êm ái khi vô tình nghe được câu nói ngọt ngào từ bờ môi của kẻ đang yêu. Tôi đã có lúc phải ngẩn ngơ như thời mới lớn trước những bông cúc vàng cắm lặng lẽ trên cửa sổ đêm Noel của ai đó, quà tặng dịu dàng thay cho lời tỏ tình tế nhị hay sao. Tôi đã có lúc thấy lòng mềm ấm trước những xoa dịu chân thành của bạn bè cùng cảnh ngộ. Hãy cố gắng và đừng bao giờ bị đồng hóa. Ở người đàn bà có ba niềm hạnh phúc, được bên chồng, bên con,
và cuộc sống gia đình êm ấm, còn chị cùng một lúc đã mất tất cả ba điều đó. Chị là tấm gương can đảm mà anh em phải khâm phục quý mến, mức án dài và tấm lòng bền bỉ. Cứ so sánh đến sự chịu đựng và hoàn cảnh của chị là chúng tôi thấy mình cần phải cố gắng thêm lên. Hãy lấy sự khôn ngoan ra xử thế, chứ đừng để tính đàn bà chế ngự. Và trong mỗi lúc yếu lòng chùng bước, tôi lại nghĩ đến những lời khuyên như vành đai cố thủ, cái thành trì vững chắc của tâm hồn, để ngăn tôi không chao đảo lung lay. Tôi nghĩ người ta chỉ thương hại mình thì đúng hơn, mà tôi thì không cần thiết những điều đó. Đàn ông họ vẫn thích làm tự hãi trước nàng Kiều gian nan thế thôi. Kiều có 15 năm lưu lạc, còn tôi, mức án cũng gần bằng như thế. Liệu có tự hãi nào thật lòng mang lại yêu thương cho tôi, sẵn sàng bao dung che chở mọi sóng gió muộn phiền trong cuộc đời quá phụ bơ vơ. Suốt những năm tháng trong tù cô đơn hiu quạnh, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về tương lai với bao điều ao ước vu vơ như thời còn trẻ, có một gia đình nhỏ ấm cúng hạnh phúc. Thật tình cho mãi đến bây giờ tôi vẫn còn yêu anh ấy thiết tha. Tôi không muốn anh ấy phải thất vọng vì sự lầm lẫn của tôi trong việc bước thêm bước nữa. Vi Dân là thằng bé tật nguyền, bất hạnh, nên lòng ích kỷ của nó cũng vô cùng. Nó mất cha khi mới 5 tuổi và nó cần mẹ hơn bất cứ một điều gì. Sự cao quý thiêng liêng nhất trên đời, nó không cho mẹ lấy chồng, mặc dù nó rất thích có em bé để cùng chơi với nó. Ôi con dế mèn bé bỏng tội nghiệp, tôi đã hứa cho nó yên lòng vì tôi không muốn nó phải buồn tủi trong sự mất mát thiệt thòi bởi mồ côi cha quá sớm. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn biết, muôn đời anh ấy mãi là người chồng trọng lượng và mong muốn cho tôi được hạnh phúc trong bình yên. Cũng như Vi Dân, nó cũng cần có một người cha để thương yêu dìu dắt. Chính vì thế mà tôi cảm thấy khó khăn trong việc quyết định hạnh phúc tương lai. Tôi sợ mình sẽ khổ sở, sẽ thiệt thòi, như kẻ mắc lời nguyền độc ác của nốt ruồi trong khóe mắt, thương phu trích lệ mà tôi cứ ám ảnh lo âu. Nhớ có lần buổi chiều tôi phải gánh nước đi ngang các dãy trại giam đông nghẹt người, những đôi mắt đàn ông hao háo nhìn chằm chằm từ đầu đến chân, đã làm bước đi tôi luống cuống ngại ngùng. Chặt lúc đó chiếc đòn gánh gãy đôi, cặp thùng đổ nước tung tóe, vừa xấu hổ vừa hốt hoảng. Tôi bối rối cuống cuồng, chợt có tiếng ai đó kêu lên: "Ê coi kìa, tội nghiệp chưa, chị ấy đã nỡ chừng gãy gánh." Tự dưng tôi thấy tủi thân lạ lùng, rơm rớm nước mắt quay đi. Ừ, tội nghiệp cho tôi thật, câu nói đã bao gồm đầy đủ ý nghĩa của nó. Rồi Vi Dân cũng rời trại bỏ tôi ra về một tổ chức nhân đạo bên kia bờ đại dương xa xôi. Nghe gia đình anh ấy đưa tin có thằng bé tật nguyền trong trại giam, họ đã can thiệp với cộng sản mang nó ra khỏi nhà tù và đưa đi xa hơn nữa để đến một nơi an toàn cho tuổi thơ của nó. Thời gian sau này khi ba tôi đã mất thì gia đình chắc cũng nghĩ lại nên chỉ hai tôi lên trại thăm được vài lần, mang theo những bức thư của các em với lời lẽ động viên an ủi, cố gắng cải tạo tốt để mau về, khiến tôi phì cười mỗi khi đọc. Cố gắng thế nào bây giờ? Tội hình sự giết người cướp của tham ô hối lộ thì mỗi năm được giảm án 2 năm. Tù càng cao thì càng giảm nhiều để rút ngắn thời gian ân xá. Còn tôi thì 8 năm mới được giảm 6 tháng. Nghĩ cũng chẳng có gì lạ khi bọn họ căm thù những kẻ phản động như tôi. Chuyện Vi Dân được ra khỏi trại là tôi yên tâm rồi. Đối với tôi đó là một ước mơ mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Một thằng bé bệnh tật eo uột như nó mà phải chịu cảnh tù tội suốt 8 năm, quả thật kinh khủng. Đây là cơ hội tốt nhất để Vi Dân thoát khỏi nơi đầy ải khắc nghiệt này. Tôi nghĩ anh ấy đã phù hộ cho thằng bé, dù muộn vẫn còn hơn. Nhưng khi chị tôi mang hồ sơ xuất cảnh vào trại để làm thủ tục cho nó thì nó phản ứng dữ dội, những cái đập chân mạnh mẽ cương quyết, thằng bé chỉ muốn ở lại với mẹ thôi. Tôi cố thuyết phục dỗ dành, chỉ vài năm thôi mà rồi mẹ sẽ trở về với con. Ở nhà ngoại con sẽ được ăn uống đầy đủ, sẽ có nhiều đồ chơi, sẽ mau hết bệnh. Cái môi nó mím lại như miếu, hai bàn chân kẹp chặt hông tôi không buông, khiến tôi thêm thắt thẻo ruột gan. Nửa đêm hôm ấy chờ nó ngủ say, chị tôi đã bồng nó ra về.
Đừng mưa trân trật ướt dầm mà tôi nghe tim mình đau nhói nước mắt như mưa. Tập thứ ba đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ tư.